nó chỉ lời đắng cay, nó chỉ lời oán than. Người ơi tại sao hôm nay em đành nói ra, anh không muốn nghe, nói ra cũng thế thôi, nói ra cũng mất nhau. Giờ em cương quyết hôm nay em phải bước đi, anh trắng tay. Đừng nói đã đến lúc ta không còn yêu được nhau, đừng nói sao giờ đây em không còn yêu được nhau. Làm sao em hiểu cảm giác của anh thế nào, khi lòng anh biết anh sắp mất đi người yêu. Mất đi người yêu anh thì sao, mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi. Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều, người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em. Mất đi người yêu anh thì sao, mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi. Còn yêu anh em sẽ không hề nói vậy, còn yêu anh em sẽ hiểu cho lòng anh quá đau. Chỉ lời đắng cay, nói chỉ lời oán than. Người ơi tại sao hôm nay em đành nói ra, anh không không muốn nghe. Nói ra cũng thế thôi, nói ra cũng mất nhau. Giờ em cương quyết hôm nay em phải bước đi, anh trắng tay. Đã đến lúc ta không còn yêu được nhau, đừng nói sao giờ đây em không còn yêu được anh. Tại sao em hiểu cảm giác của anh thế nào, khi lòng anh biết anh sắp mất đi người yêu. Mất đi người yêu anh thì sao, mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi. Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều, người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em. Mất đi người yêu anh thì sao, người yêu thì với anh cũng thế thôi. Còn yêu anh em sẽ không hề nói vậy, còn yêu anh em sẽ hiểu cho lòng anh quá đau buồn. Tại sao lại như vậy? Anh không nói chị tay. Nhưng em muốn. Em có hiểu không? Anh còn yêu em nhiều lắm đó. Anh đừng làm như vậy. Rồi cũng sẽ quen thôi mà. Rồi anh cũng sẽ quen cuộc sống không có em như ngày nào. Em không có yêu anh đó đúng không? Nếu còn yêu anh, em sẽ không gì nói những lời đó. Em nghĩ chúng mình cần phải có thời gian. Nếu chúng mình là của nhau thì sẽ không có gì chia rẽ được chúng ta đâu anh. Mất đi người yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.